Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em cùng ôn tập phần địa lý để chuẩn bị cho tiết kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Khi các em làm bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 môn lịch sử và địa lý, các em sẽ làm dưới hình thức kiểm tra là trắc nghiệm với số câu 40 câu hỏi, trong đó gồm 16 câu địa lý và 24 câu lịch sử. Thời gian làm bài là 60 phút. Và nội dung ôn tập của phần địa lý gồm hai phần, đó là lý thuyết và bài tập. Ở phần lý thuyết, các em sẽ học bài 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng kích thước của trái đất. Bài này các em sẽ học phần 2 La Mã, hình dạng và kích thước của trái đất. Bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Bài 7, chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Bên cạnh đó thì các em sẽ làm phần bài tập. Bài tập gồm nội dung là xác định múi giờ và tính giờ của các thành phố trên thế giới. Sau đây, cô và các em sẽ cùng ôn tập phần lý thuyết trước. Bài 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng kích thước của trái đất. Phần 2, hình dạng và kích thước của trái đất. Các em cùng quan sát hình 5.3, hình dạng và kích thước của trái đất. Có rất nhiều bạn nhầm lẫn cho rằng trái đất của chúng ta có dạng hình tròn, nhưng đó chính là nhận định sai. Như các em đã được học ở cấp tiểu học, thì trái đất của chúng ta luôn luôn có dạng là hình cầu, và quả địa cầu chính là mô hình thu nhỏ của trái đất. Tiếp theo, các em cùng quan sát hình thể hiện đường xích đạo và bán kính của trái đất. Chúng ta dễ dàng thấy được đường xích đạo của trái đất có chiều dài là 40.076 km. Tương tự, bán kính của trái đất dài 6.378 km. Và trái đất của chúng ta có diện tích bề mặt trái đất là 510 triệu km vuông. Và chúng ta thấy được rằng nhờ trái đất có kích thước và khối lượng đủ lớn nên trên trái đất đã tạo ra được lực hút giữa các chất khí làm thành lớp vỏ khí bảo vệ trái đất. Nội dung tiếp theo, cô và các em cùng ôn tập là bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Bài 6 sẽ gồm có 2 phần. 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. 2 La Mã, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Như vậy, với phần 1 La Mã, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, các em cần nắm cho cô các ý chính sau. Đầu tiên, chúng ta phải nhớ trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng của nó. Và trục này nối liền hai cực của trái đất và nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là 24 giờ một ngày đêm. Tiếp theo nội dung phần 1 sẽ là phần 2, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Như các em đã được học, thì khi trái đất chuyển động tự quay quanh trục sẽ sinh ra 3 hệ quả. 1 là sự luân phiên ngày đêm, hệ quả 2 giờ trên trái đất, và hệ quả thứ 3 là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Các em tiếp tục dựa vào hình 6.2, hình 6.3 và thông tin trong bài, em hãy trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên trái đất. Hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau trên trái đất diễn ra liên tục. Các em có thể quan sát trên hình. Chúng ta thấy một nửa trái đất được chiếu sáng sẽ là ban ngày và một nửa còn lại sẽ là ban đêm. Và sau đó một nửa là ban đêm sẽ chuyển động ra phía những ánh sáng mặt trời sẽ tiếp tục là ban ngày. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng và ngày đêm trên trái đất diễn ra luân phiên nhau? Cô và các em cùng tìm hiểu. Là do trái đất của chúng ta có dạng hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng sẽ là ngày
và nửa không được chiếu sáng là đêm. Và do trái đất chuyển động tự quay quanh trục từ Tây sang Đông, nên khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Và hiện tượng này ta gọi đó là hiện tượng ngày và đêm luân phiên nhau. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong phần hệ quả số 2 giờ trên trái đất. Và trong phần nội dung này, các em cần phải nắm những ý chính sau. Ý đầu tiên là các em cần nhớ bề mặt trái đất của chúng ta được chia ra làm 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng và ta gọi đó là giờ khu vực. Ý tiếp theo các em cần nhớ, Việt Nam của chúng ta thuộc múi giờ số 7 và có giờ sớm hơn giờ GMT. Như vậy, cô và các em đã tìm hiểu xong phần hệ quả số 3 là sự lệch hướng chuyển động của các vật thể di chuyển trên bề mặt trái đất. Và ở phần này, các em cần nhớ sự chuyển động của trái đất quanh trục làm cho các vật thể chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng. Ở nửa cầu Bắc, vật sẽ bị lệch về bên phải, còn ở nửa cầu Nam sẽ bị lệch về bên tay trái. Bài 7. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả. Nội dung đầu tiên các em cần ôn lại, đó là phần 1 La Mã, chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Đây là hình trái đất chuyển động quanh mặt trời trên quỹ đạo có hình ellipse gần tròn theo hướng từ Tây sang Đông. Và ở phần nội dung 1 La Mã, các em cần nhớ những ý chính sau đây. Trái đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ Tây sang Đông trên một quỹ đạo có hình ellipse gần tròn. Thời gian trái đất chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Và khi chuyển động, trục trái đất bao giờ cũng có độ nghiêng và hướng nghiêng không đổi. Trục trái đất luôn nghiêng 66 độ 33 phút so với mặt phẳng quỹ đạo. Phần 2 La Mã, hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Hệ quả đầu tiên là hiện tượng mùa, quan sát hình 7.1, chuyển động quanh mặt trời của trái đất và các mùa ở bán cầu Bắc. Và kết hợp với thông tin trong bài, em hãy cho biết, vào ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Vào ngày 22 tháng 12, bán cầu Bắc hay bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Từ ngày 21 tháng 3 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Bắc là mùa nóng hay mùa lạnh vì sao? Từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 21 tháng 3 ở bán cầu Nam là mùa nóng hay mùa lạnh vì sao? Câu hỏi đầu tiên các em cùng trả lời là em hãy cho biết vào ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12 nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn? Thì các em cùng quan sát bảng trên hình của cô và em hãy đánh dấu X vào ô nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Sau đây, các em hãy cùng quan sát thật là kỹ hình 7.1 chuyển động quanh mặt trời của trái đất và các mùa ở bán cầu Bắc. Nhiệm vụ đầu tiên của các em là các em phải xác định được bán cầu Bắc và bán cầu Nam. Ở những bài học đầu tiên, cô đã hướng dẫn các em cách xác định rồi. Thì trước tiên chúng ta cùng xác định đường xích đạo hay còn gọi là vĩ tuyến gốc. Nửa cầu ở phía trên đường xích đạo ta gọi đó là bán cầu Bắc. Nửa cầu ở phía dưới đường xích đạo ta gọi đó là bán cầu Nam. Như vậy, quan sát trên hình các em rất dễ dàng nhận biết được vào ngày 22 tháng 6 bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Tương tự, vào ngày 22 tháng 12 chúng ta thấy được rằng bán cầu ngã về phía mặt trời nhiều hơn, đó chính là bán cầu Nam. Câu hỏi số 2 là em hãy cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 3 đến 23 tháng 9 ở bán cầu Bắc là mùa nào và từ 23 tháng 9 đến 21 tháng 3 ở bán cầu Nam là mùa nào. Thì trước tiên chúng ta cùng theo dõi mốc thời gian từ 21 tháng 3 đến 23 tháng 9. Thì là đi từ xuân phân cho đến thu phân. Chúng ta có 3 mốc thời gian. Thì vào ngày 21 tháng 3, thì
thì các em sẽ thấy là mặt trời chiếu thẳng góc vào đường xích đạo. Và ngày 23 tháng 9, mặt trời cũng chiếu thẳng góc vào đường xích đạo. Và vào hai ngày này, vào ngày xung phân và thu phân, thì cả hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một lượng nhiệt như nhau. Nhưng đến vào ngày 22 tháng 6, hay còn gọi là ngày hạ chí, thì mặt trời lại chiếu vuông góc vào đường chí tuyến Bắc, còn gọi là đường 23 độ 27 phút Bắc. Như vậy, chúng ta thấy được rằng, do vào ngày 22 tháng 6, mặt trời chiếu vuông góc vào đường chí tuyến Bắc và nửa bán cầu Bắc lại ngã về phía mặt trời nhiều hơn, nên trong khoảng thời gian từ 21 tháng 3 đến 23 tháng 9, ở bán cầu Bắc sẽ là mùa nóng. Bởi vì khi bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn, sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, nên lúc này sẽ là mùa nóng. Tương tự, từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 21 tháng 3, thì cũng giống như cô vừa phân tích, vào ngày 23 tháng 9 và ngày 21 tháng 3, cả hai nửa cầu đều nhận được một lượng nhiệt như nhau. Nhưng vào ngày 22 tháng 12, các em thấy rằng nửa cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn, nên lúc này ở bán cầu Nam sẽ là mùa nóng. Bởi vì khi bán cầu Nam ngã về phía mặt trời nhiều hơn, nó cũng nhận được nhiều nhiệt hơn và nhận được nhiều ánh sáng hơn, nên sẽ là mùa nóng trong năm. Trong phần hiện tượng các mùa, các em cần nắm cho cô những nội dung chính sau. Là do trục trái đất nghiêng và gần như không đổi hướng khi trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời nên đã sinh ra các mùa trong năm. Ý thứ hai là sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu hoàn toàn trái ngược nhau. Một năm được chia ra bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng trả lời thêm những câu hỏi sau để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa trên trái đất. Các em hãy cùng quan sát hình 7.3, hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và thông tin trong bài. Em hãy xác định các điểm A, B, C trên hình, so sánh độ dài giữa ngày và đêm ở các điểm A, B, C vào ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. Và cuối cùng, em hãy rút ra kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa từ kết quả so sánh trên. Để so sánh được hiện tượng ngày đêm ở các địa điểm A, B, C, thì trước tiên các em cần phải xác định vị trí của ba điểm này trên hình. Đầu tiên là vào ngày 22 tháng 6. Các em thấy được điểm A nằm ngay vị trí đường xích đạo, điểm B nằm ở đường chí tuyến Bắc và điểm C nằm ở đường vòng cực Bắc. Tương tự, ngày 22 tháng 12, vị trí của ba điểm A, B, C cũng như vậy. Tiếp theo, các em quan sát phần chú thích. Màu xanh dương thể hiện cho ban đêm, màu vàng nhẹ thể hiện cho ban ngày và ST là ký hiệu của đường phân chia sáng tối. Thì đầu tiên, cô và các em hãy cùng quan sát vào ngày 22 tháng 6 và ngay vị trí điểm A. Điểm A chúng ta thấy rằng nằm trên đường xích đạo và có màu vàng với màu xanh bằng nhau. Vậy thì màu vàng, màu xanh bằng nhau thì các em sẽ dễ dàng biết được rằng ngày và đêm ngay vị trí điểm A sẽ bằng nhau. Tiếp theo, điểm B. Điểm B nằm ở vị trí đường chí tuyến Bắc và các em quan sát thì thấy màu vàng chiếm ưu thế hơn màu xanh. Điều này cho ta biết được rằng ngay vị trí của điểm B sẽ có ngày lớn hơn đêm, hay nói cách khác là ngày dài đêm ngắn. Và ngay vị trí điểm C nằm ngay đường vòng cực Bắc, các em thấy được rằng màu vàng hoàn toàn chiếm ưu thế. Và điều này cũng giúp chúng ta biết được rằng ngay vị trí điểm C cũng sẽ có ngày lớn hơn đêm, hay là ngày dài đêm ngắn. Tương tự, vào ngày 22 tháng 12, điểm A cũng nằm trên đường xích đạo và các em cũng thấy được rằng màu vàng và màu xanh dương bằng nhau. Điều này chứng tỏ rằng vào ngày 22 tháng 12, ngay vị trí điểm A sẽ có ngày bằng với đêm. Điểm B, các em thấy ngay vị trí điểm B
có màu xanh chiếm ưu thế hơn màu vàng, và điều này giúp các em biết được rằng ngay vị trí điểm B vào ngày 22 tháng 12 thì sẽ có đêm lớn hơn ngày, hay nói cách khác là sẽ có hiện tượng đêm dài, ngày ngắn. Và cuối cùng là điểm C. Điểm C chúng ta cũng thấy màu xanh chiếm hoàn toàn ưu thế, hay nói cách khác là đêm cũng lớn hơn ngày. Vậy thì cô vừa và các em vừa so sánh hiện tượng ngày đêm ở hai ngày là ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12. Sau đây chúng ta cùng rút ra kết luận. Thì trước tiên rút đến phần rút ra kết luận thì các em nhớ lại rằng trong tiết học trước cô có hướng dẫn rằng khi nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì nửa cầu đó sẽ nhận được nhiều lượng nhiệt ánh sáng hơn và nửa cầu đó sẽ là mùa nóng. Và ngược lại, nửa cầu ít ngã về phía mặt trời hơn thì sẽ nhận được ít ánh sáng, ít nhiệt hơn và sẽ là mùa lạnh. Thì đến phần kết luận, các em sẽ rất là dễ dàng nhận biết được rằng khi nửa cầu là mùa nóng thì sẽ có hiện tượng ngày dài hơn đêm và càng lên vĩ độ cao, ngày càng dài, đêm càng ngắn. Khi nửa cầu là mùa lạnh thì sẽ có hiện tượng đêm dài hơn ngày, càng lên vĩ độ cao, đêm càng dài, ngày càng ngắn. Và ngay vị trí đường xích đạo, quanh năm luôn có ngày đêm dài bằng nhau. Vậy thì các em có thể thấy được rằng càng lên vùng vĩ độ cao thì hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa càng thể hiện rõ rệt. Nội dung ôn tập tiếp theo đó là phần bài tập. Phần bài tập đầu tiên là các em sẽ xác định múi giờ của các thành phố trên thế giới. Bài tập 1, quan sát hình 6.4, hình các khu vực giờ trên trái đất. Em hãy cho biết múi giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Và sau đây, cô và các em cùng xác định khu vực giờ của các thành phố Hà Nội, Washington, Moscow và Tokyo. Đầu tiên, các em thấy được thành phố Hà Nội. Cô đã thể hiện là cái chấm đỏ ở trên hình. Thì Hà Nội các em nhìn thẳng lên thì sẽ thấy Hà Nội nằm ở khu vực giờ số 7. Vậy thì Hà Nội nằm ở múi giờ số 7. Tương tự Washington, các em sẽ xác định thành phố Washington trên hình. Và Washington nằm ở khu vực giờ số trừ 5. Vậy múi giờ của Washington là trừ 5. Moscow chúng ta thấy nằm ở khu vực giờ số 3. Vậy Moscow có múi giờ là số 3. Và cuối cùng là Tokyo. Tokyo, các em thấy nằm ở khu vực giờ số 9. Vậy múi giờ của Tokyo là múi giờ số 9. Dạng bài tập thứ hai là các em sẽ tính giờ của các thành phố trên thế giới. Bài 2, quan sát hình 6.4. Em hãy hoàn thành bảng sau. Biết rằng giờ quốc tế GMT ở London là 12 giờ. Quan sát hình 6.4, các em sẽ thấy được rằng London nằm ở khu vực giờ gốc hay còn gọi là khu vực giờ số 0. Và khi London là 12 giờ thì các thành phố Hà Nội, Bắc Kinh, Washington sẽ là mấy giờ? Như các em đã biết, Hà Nội nằm ở khu vực giờ số 7 và Hà Nội nằm ở phía đông của London nên sẽ có giờ sớm hơn giờ ở London. Vậy khi London đang là 12 giờ thì cùng lúc đó ở Hà Nội sẽ là 19 giờ. Tương tự, Bắc Kinh nằm ở khu vực giờ số 8. Và khi London đang là 12 giờ thì Bắc Kinh sẽ là 20 giờ. Và Washington nằm ở khu vực giờ số 5. Washington nằm ở phía tây của London nên sẽ có giờ trễ hơn giờ của London. Và khi London là 12 giờ thì Washington sẽ là 7 giờ. Về nhà, các em ôn tập theo nội dung giáo viên đã dặn và đề cương cô đã gửi đến các em để chuẩn bị kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.